Em Thảo Hoa Lan, mến chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn yêu hoa phong lan ở trên mọi miền Tổ quốc. Ngày mới, em Thảo xin kính chúc cả nhà mình đang xem video có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và cuộc sống luôn gặp may mắn, bình an. Ngày hôm nay, gia đình em Thảo giới thiệu đến cả nhà một bộ sản phẩm chăm sóc hoa lan rất là thiết yếu cho vườn lan của nhà mình. Với giá rất là mềm, ngày hôm nay em Thảo bán chỉ với giá là 140.000. Và đặc biệt ngày hôm nay gia đình em Thảo có quà tri ân cho cô chú anh chị, đó chính là mua một bộ ba sản phẩm như thế này, em Thảo sẽ tặng kèm một bộ sản phẩm nữa để quảng bá sản phẩm và nhà vườn của gia đình em. Đầu tiên đó chính là một lọ Biorose kích rễ này, thứ hai là một lọ vitamin Super Thai tổng hợp, thứ ba lọ cuối cùng đẹp ở giữa này đó chính là một lọ kích thích sinh trưởng thân lá rễ. Bộ ba sản phẩm, còn những cái sản phẩm ở đằng sau chỉ là để làm phông bạt thôi ạ. Anh chị em mua thêm thì em Thảo sẽ bán. Và bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào ba bộ sản phẩm này nhé. Em Thảo sẽ giới thiệu đến cả nhà về từng công dụng của nó luôn. Và đặc biệt quan trọng hơn nữa này, ngày hôm nay gia đình em Thảo sẽ tri ân cho cô chú anh chị là mua một bộ 140.000 sẽ tặng một bộ y hệt nữa. Đó, mua một tặng một luôn đấy ạ. Đó, mua 3 thì em tặng thêm 3 nữa là 6 sản phẩm. Đó, và vì nó là nhẹ nhẹ thôi nên là gia đình em Thảo sẽ tri ân, đó chính là free ship cho đơn hàng thuốc luôn này. Đó, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm ngay và luôn nhé. Đấy, bây giờ thì em Thảo sẽ giới thiệu đến cả nhà về từng sản phẩm, từng công dụng và em Thảo sẽ gửi kèm hướng dẫn sử dụng cho cô chú anh chị luôn đấy ạ. Và em Thảo xin giới thiệu đến cả nhà về từng công dụng nhé. Đầu tiên là Biorose này, em Thảo đang cầm trên tay này đấy ạ. Biorose kích rễ, thể tích của nó là 20 ml. Đối với anh chị em đã từng trồng hoa lan thì đây là một trong những cái sản phẩm rất là quen thuộc đúng không ạ? Đây là một trong những cái dòng kích rễ chuyên dụng cho hoa lan, đặc biệt là nó rất là an toàn với môi trường và kích thích rễ rất là hiệu quả đấy ạ. Sản phẩm này nó sẽ giúp cây hoa lan của chúng ta là trung hòa chất dinh dưỡng, bởi vì nó là giúp vận chuyển nước và chất dinh dưỡng từ gốc lên đến ngọn đoạn. Đấy, cây hoa lan của chúng ta mà trung hòa chất dinh dưỡng thì cái bộ rễ này, tất cả những cái thân lá thì nó đều phát triển luôn ạ. Về rễ của nó phát triển, nó hút chất dinh dưỡng cực kỳ là khỏe như vậy. Đó, cái sản phẩm này thì anh chị em chúng ta có thể sử dụng là pha 1 ml cho với 1 lít nước. Và đối với 2 ml này thì chúng ta sử dụng được rất là lâu đấy ạ. Đó, chúng ta chỉ cần tưới khoảng 1 cho đến 3 lần thôi là chúng ta sẽ thấy cây hoa lan của chúng ta là khỏe lên và thấy có tác dụng luôn rồi đấy ạ. Và bây giờ em Thảo sẽ cho cả nhà xem một số bộ hình rễ của nó đấy ạ. Bộ rễ của hoa lan của chúng ta là bộ rễ hình xương cá. Đấy, anh chị em mà đã chơi hoa lan mà chúng ta nhìn thấy những bộ rễ hình xương cá này thì chúng ta cảm thấy rất là mê, rất là thích đúng không ạ? Ngay cả trên bản thân chai của nó thôi thì nó cũng đã có cái bộ rễ hình xương cá rồi. Đó, và tiếp theo thì em Thảo sẽ giới thiệu đến cả nhà về một cái sản phẩm khác nữa, thứ hai đó chính là Super Thai. Anh chị em đã từng trồng hoa lan thì chúng ta đều nghe qua rồi đúng không ạ? Super Thai là một loại dưỡng chất vitamin rất là cần thiết cho cây hoa lan của nhà mình. Để cây hoa lan của chúng ta là đủ vitamin thì sẽ phát triển khỏe hơn đúng không ạ? Nó sẽ có hệ miễn dịch cao hơn. Đặc biệt là khi mà cây của chúng ta không bị yếu, không bị đột hoặc là không bị thối nhũn đúng không ạ? Lọ này thì nó sẽ thể tích của nó là 20 ml. Đó, cách sử dụng thì chúng ta cũng pha 1 ml với 1 lít nước. Lọ này thì nó rất là an toàn cho con người và động vật. Nhà nào mà có trẻ nhỏ hoặc là trồng những thú cưng ở trong vườn, ví dụ như là con chim hoặc là chim công hoặc là những cái thú cưng khác, thì chúng ta sử dụng loại này thì cực kỳ là an toàn và thân thiện với môi trường rồi ạ. Bộ này chỉ có 140.000 thôi, rất là rẻ đúng không ạ? Và cuối cùng đó chính là một bộ bộ kích thích sinh trưởng thân lá của Mỹ. Đó, phân thuốc kích thích sinh trưởng thân lá của Mỹ này thì là một trong những cái sản phẩm chúng ta sử dụng cho dành riêng cho những cái cây như là bị yếu này, bị đột, bị chột hoặc là những cái cây mà bị vàng lá, nói chung là cây nó kém phát triển đấy ạ. Thì chúng ta pha khoảng 10 giọt với 1 lít nước, khoảng 10 đến 15 ngày thì chúng ta tưới một lần. Thì chúng ta sẽ thấy sự phát triển của cây hoa lan của chúng ta là phục hồi dần dần. Đó, đối với cây hoa lan mà muốn phát triển toàn bộ thân lá rễ hấp thụ cho dinh dưỡng thì chúng ta phải là sử dụng cái lọ này, rất là cần thiết vì nó kích thích cây hấp thụ từ cả thân này, lá và rễ luôn. Bộ ba sản phẩm này ngày hôm nay em Thảo bán với giá 140.000 cho cô chú anh chị sưu tâm. Đó, anh chị em có thể tham khảo giá ở trên thị trường. Hôm nay em Thảo tri ân luôn. Đó, đảm bảo là cô chú anh chị không mua ở đâu được những cái giá này luôn đấy ạ.
Và khi mà mua hàng thì em Thảo sẽ miễn phí ship cho cô chú anh chị mua nhá. Đấy vì nó là nhẹ thôi nên em Thảo tri ân là quà tặng nữa, đó chính là em Thảo miễn phí ship cho đơn hàng mua thuốc ngày hôm nay với 6 lọ và cô chú anh chị được kiểm tra hàng thoải mái nhá. Đó, nói chung là cây mà muốn khỏe, muốn tốt thì chúng ta cần phải có một bộ rễ khỏe đúng không ạ? Cũng giống như người đó ạ, răng yếu thì chúng ta sẽ không thể ăn được đúng không ạ? Ăn cháo thì nó rất là lớn, chậm đúng không ạ? Còi cọc. Đấy, chúng ta phải ăn rau, ăn củ quả đúng không ạ? Đó, Super Thai là một trong cái sản phẩm rất là tốt cho cây hoa lan của chúng ta. Đó là dưỡng chất vitamin tổng hợp cho cây hoa lan của chúng ta đấy ạ. Đấy, một bộ sản phẩm này thì chúng ta sử dụng được rất là lâu rồi. Đó, có thể nói là chúng ta mua 140.000 thôi là chúng ta được một năm luôn. Đối với cô chú anh chị mà chỉ có ít thôi, chẳng hạn có vài giò thôi là chúng ta sử dụng được vài năm luôn đấy ạ. Đó, em Thảo bán trên cho cô chú anh chị với giá 140.000 mua một tặng một này. Và tiếp nữa đó chính là còn free ship cho cô chú anh chị mua hàng thuốc của nhà em. Đó, đây là kích rễ Biorose này. Đó, những cái sản phẩm rất là quan trọng và rất là an toàn thì em Thảo bán cho cô chú anh chị với giá 140.000 bao ship cho cô chú anh chị luôn ạ. Đó, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhé. Đây là Super Thai này, kích thích sinh trưởng thân lá của Mỹ. Đấy. Anh chị em mà mua hoa lan thì chỉ cần để lại địa chỉ và số điện thoại thì em Thảo sẽ gửi hàng cho cô chú anh chị nhé. Và ngoài phân thuốc thì gia đình em Thảo còn có những giống hoa phong lan nữa. Cô chú anh chị nào yêu mến thì nhớ là đăng ký kênh ủng hộ gia đình em Thảo bằng cách ấn vào chữ đăng ký. Rồi khi mà hiện lên cái chuông thông báo, cô chú anh chị ấn vào cái chuông thông báo nữa thì chúng ta sẽ cập nhật được những video của gia đình em Thảo tri ân cho cô chú anh chị đấy ạ. Đó, em cảm ơn cả nhà mình đã xem video của em. Em xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.